À rồi, xin chào các anh chị nha. Chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn. Thì trong video ngày hôm nay, Nhà đất Trường Sơn sẽ giới thiệu cho các anh chị một căn nhà một lầu ở đường Tân Hòa Đông thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Con hẹn trước nhà đây ha. Rất rộng nè, 4 mét nha các anh chị. Hướng này thì chúng ta ra đường Tân Hòa Đông ha, ngay ngã ba đường Tân Hòa Đông với đường Hương Lộ 2 nha. Hẻm phía trong này, xung quanh đây ha, nhà cao tầng không các anh chị, này ha, rồi, con hẻm trước nhà đây ha, rộng rãi 4 mét nha các anh chị, căn nhà chúng ta đây, rồi, đây. Căn nhà chúng ta có diện tích là ngang 4 mét, dài là 10 mét ha. Nhà vuông vức rất đẹp. Kết cấu là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh. Có một ban công nha. Căn nhà chúng ta thì có hướng là chính đông. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Công nhận diện tích đất là hơn 39 mét vuông nha. Giá bán cho căn nhà này thì chủ nhà đang kêu bán là 3 tỷ 450 triệu và còn thương lượng nhà bớt lọc ha. Thì đối với nhà ở Bình Tân á, tầm 4 x 10 thì bây giờ giá cũng tầm trên 3 tỷ rưỡi hết rồi. Riêng căn này thì chỉ có 3 tỷ 450 triệu thôi, và còn là bớt chút lọc nữa. Đó, nhà này là rẻ nhất khu Bình Tân rồi ha các anh chị. Đấy. Thì nhà chúng ta có sổ hồng riêng nên chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên ha. Và hỗ trợ vay ngân hàng cho những anh chị có nhu cầu luôn. Đó. Phía sau này thì lúc trước á, có con hẻm phía sau này. Tức là phía sau cái nhà mà chưa xây á, thì bây giờ người ta xây rồi thì mình khóa lại ha. Đó, bây giờ mà anh chị tìm mua nhà Bình Tân tầm 4 x 10 một lầu thì giá cũng đâu đó cũng trên 3 tỷ rưỡi hết rồi nha. Đó, mà cái căn nhà này thì chủ nhà cũng muốn bán nhanh nên đưa ra một mức giá là rất tuyệt vời ha, có 3 tỷ 450 thôi. Đấy. Rồi chúng ta lên lầu tham quan ha các anh chị. Vị trí căn nhà thì nằm gần ngay ngã ba đường Tân Hòa Đông và đường Hương Lộ 2 nhé. Chúng ta di chuyển về đâu cũng tiện hết á. Đây là trên lầu 1 này các anh chị. Thì trên lầu 1 phía sau này là khu vực vệ sinh ha. Đó, khu vực vệ sinh này. Đây là khu vực giếng trời ha. Làm cho căn nhà chúng ta sẽ rất là thoáng nhé. Rồi. Thì hiện tại trên lầu 1 này cũng đã ngăn ra làm được hai phòng ngủ ha. Và phía trước có một phòng thờ nữa. Đây phòng ngủ này. Đó. Thì căn nhà này chủ nhà sắp tới là cũng đang có ý định sửa chữa lại. Và khi đó thì giá nhà sẽ lên thêm một chút nữa. Vậy nên nếu các anh chị đang xem video này cảm thấy là nó phù hợp với tài chính của mình thì liên hệ ngay với Sơn để đi xem nhà ha. Rồi sau đó khi anh chị mua về là có thể sửa chữa theo ý thích của mình. Chứ bây giờ mà chủ nhà đưa thợ vô sửa chữa thì giá nó đổi lên chút xíu nữa. Mà đôi khi sửa chữa thì không hợp ý các anh chị. Trước nhà chúng ta có cái ban công này các anh chị. Đây ha. Ban công trước nhà, khách đi xem nhà này. Trước nhà có khách xem nhà này. Xung quanh đây ha các anh chị. Xung quanh này đây ha, ba gác vô được luôn ha, thoải mái ha. Rồi vậy ha các anh chị, thì anh chị nào quan tâm á thì gọi cho Sơn nhé, gọi ngay cho Sơn để từ căn nhà 4 x 10 ở Bình Tân ha. Bây giờ nhà 4 x 10, bây giờ mấy chị tìm nhà Bình Tân ngang 4 mét dài 10 mét thì giá trên 3 tỷ rưỡi rồi. Riêng căn này là có 3 tỷ 450 thôi, còn thương lượng nhà bớt lọc Tân Gia nha. Anh chị quan tâm thì gọi cho Sơn nha, số điện thoại là 0915 987 168. Ngoài ra thì anh chị hãy bấm đăng ký để xem được nhiều video hơn nhé. Anh chị có thể bấm like, bấm chia sẻ video này cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình cùng xem luôn ha. Để họ sở hữu một căn nhà 4 x 10 m ở quận Bình Tân, hẹn 4 m, giá chỉ có 3 tỷ 450 triệu thôi, và còn là thương lượng bất lọc Tân Gia nha.
Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo ha. Anh chị nhớ bấm nút đăng ký nhé, để mỗi lần Sơn đăng video lên là anh chị sẽ là người đầu tiên xem được video ha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Bye bye.